Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 169 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Chiến Vương Đằng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì um, Diệp Phàm đã trở về um, Đông Hoang, nhưng mà lúc này cái bọn người của Vương gia À, cứ chèn ép dịp hàm mãi, cứ chữa dịp hàm mãi à, Sau đó thì còn dùng cơ tử nguyệt, đính hôn với cơ tử nguyệt để dụ dịp hàm ra Thì dịp hàm đã hẹn à, thời thời gian nào đó xuất hiện ở cái nơi để chiến đấu rồi Nhưng mà bọn người của vương gia vẫn không chịu, vẫn bày mưu tính kế Mà ép dịp hàm để cho dịp hàm không kịp chuẩn bị gì hết Hôm qua thì dịp hàm chỉ còn cách là đi đến cái nơi mà hỏa ngục kia lấy cái lửa trong tầng cuối cùng À, để dự trữ đi sau này à, có dịu dụng rồi sau đó nữa thì hắn đi đến à, cấm địa thái sơ vác cái quan tài đồng thao bằng nhọc, cái loại nhỏ đó nó có hai cái một cái ở ngoài là cái to cái phía trong là cái nhỏ hắn vác cái đó đi ra thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người xem truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người quan tài này thực sự là quá nặng giống như một vùng tiểu vũ trụ lại có khí tức của cả một thế giới thân thể diệp hàm mạnh mẽ vô cùng có thể bạc núi lấp biển nhưng cũng phải cố hết sức mồ hôi ướt sũng tuy nhiên so với trước đây hắn đã mạnh hơn rất nhiều không đến mức cả người như sắp tan nát nữa hắn bước từng bước đi về phía đỉnh núi bởi vì thần tuyên sinh mệnh đã dụng rất nhiều cần phải bổ sung nhanh chóng chính ngọn thánh sơn nguy nga hùng hùng, yên tĩnh không một tiếng động không hề có gì bất thường giống như vượt sâu chết chóc trường tồn mãi mãi, lại giống như nơi chư thần ngủ yên vậy. Dọc đường đi cổ một che trời, đá núi sừng sững, cũng có một số mảnh vụn màu trắng, đó là xương khô biến thành, ghi lại một số truyền kỳ và bất đắc dĩ của ngày xưa. Diệp Hàm bước từng bước một, mỗi lần đều in sâu vào trong đất đá tới gần quá gối. Hắn gian nan đi lên thánh sơn, trong miệng ngậm một cái miệng thánh quả, chống cự năm tháng ăn mòn không để cho mình già đi, trên đỉnh núi cái ao nhỏ vẫn trong suốt chuyển động thấm sâu vào lòng người diệp hàm uống no nước suối lại đổ đầy ngọc tịnh bình lại tiếp tục đi tới các ngọn núi khác thu thập các thứ cần thiết cuối cùng hắn vác cái đồng quan trên lưng đi về phía vách đá nhìn về phía vực sâu vô tận vận chuyển nguyên thiên thường nhãn nhìn ngũ sắc tế đàn đây là một khối tâm bệnh của hắn vẫn muốn nhảy xuống trở về cố hương tế đàn rách đác tạo thành từ đá ngũ sắc trên đó có đầy vết đau kiếm, chứa đầy sự kiện năm tháng dài lâu. Cũng không biết đã nhìn thấy bao nhiêu chuyện cũ trong tinh không rồi. Là một người. Diệp hàm vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một thân ảnh đứng không nhúc nhích tại trung tâm của tế đàn ngũ sắc, giống như đã hóa đá vậy, giống như một thân thể cổ xưa trong dòng sông lịch sử. Trái tim hắn đập rộn lên, đó là hoang nô đang đứng trên ngũ sắc tế đàn sau. Khoảng cách quá xa, vượt sâu vô tận lại quá tối, khiến dù hắn có thần nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng chứ không thể thấy rõ ràng khiến cho lòng người nghiêm nghị diệp hàm bước từng bước xuống núi hắn cũng không dám ở lâu chẳng may tồn tại trên ngũ sắc thế đàn kia nhảy ra thì đúng là hắn gặp phải đại họa rồi khi cái tiểu quan đồng thao quay trở lại trong cái quách lớn một lần nữa diệp hàm lau mồ hôi uống ở ngực mười ngẫm thần tuyền chậm rãi điều tức đường đi ra ngoài rất dài chừng tám chín mươi dặm Đeo cái tiểu quan tài nặng nề như vậy cũng khó có thể đi nhanh được, cũng không biết hắn tốn bao nhiêu lực lượng sinh mệnh, có thể sẽ gặp đại nạn sinh tử, cần phải điều chỉnh trạng thái cho tốt nhất. Nghỉ ngơi một thời gian thật lâu, Diệp Phạm đứng dậy, đi tới nhìn một cái bức khắc đồng trên cái quách, suy nghĩ xuất thần, thần linh cổ xưa rơi lệ cho tiên dân viễn cổ, điều này mang ý nghĩa gì? Chú thích nha, cái quách là cái cái quan tài lớn mà bao cái quan tài nhỏ ở trong đó. Rồi tiếp tục thao thiết cùng kỳ các loại ác thú hình thể khổng lồ bộ mặt dữ tợn trông rất sống động khiến người ta kinh sợ đều là cổ thú ghi ở trong sơn hải kinh dường như muốn lao ra khỏi bức tranh mang theo nước mắt diễn cổ tinh không cổ lộ xa xôi Dì phàm cưng nhắc rất lâu cuối cùng hắn đi tới trước một cái mảnh tinh không đồ nơi này có những vết khắc rất mờ gần như đã bị rỉ sét che giấu nhưng lại có tinh tú vô tận giống như một thế giới chân thực bị che giấu ở đây vậy trong tay dịp hàm chật lóe sáng lấy tiên trưng mà trước đây hắn lấy được ở vạn lung sào hỗn độn ra nó giống như ánh sáng tinh tú ngưng tụ mà thành lóe lên sáng bóng hai thứ này rất là giống nhau chẳng lẽ là một bức bản đồ sao cuốn sách cổ ghi lại tinh không cổ lỗ bất hủ hả trong lòng hắn chấn động lập tức nghĩ tới cái khả năng này vào thời thái cổ phụ thân của hậu tử là lão đấu chiến thánh hoàng thường xuyên xem xét trong đêm khuya chứng tỏ chuyện này rất quan trọng một vị cổ hoàng đối đãi như vậy thì chắc chắn đó phải là bí mật rất kinh người. Cửu Long thì nằm ngang dọc bên ngoài, Diệp Hàm tất nhiên đã có chủ ý. Trên thực tế thì hắn rất muốn khiêng cả Long Thi và cái cốt lớn đi theo, nhưng mà căn bản là không thể nhúc nhích nổi được chúng. Long Thi lạnh như băng, vô cùng nặng nề, trên vẫy lóe lên ô quan. Chính con giống như chính ngọn núi thép, mãi mãi trường tồn, khiến người ta khi tới gần chúng có cảm giác hít thở không được thông. Diệp Hàm dùng sức chặt chém, đốm lửa bay ra bốn phía. Cường đại như thân thể của hắn hiện giờ mà cũng phải đau đớn. xương ngón tay muốn vỡ nát mà không đánh một con rồng nhúc nhích được chút nào. Ngay cả cắt một cái râu cũng không xong nữa. ta chỉ muốn xin một chút máu rồng thôi, cũng đâu có lấy xương cốt của các ngươi đâu. Hắn thực sự là không còn cách nào khác, cảm thấy thật bất lực, không thể nhổ nổi cả một cái vẫy. Một lúc lâu sau, Diệp Hàm nghĩ đi nghĩ lại, rút cuộn ra khỏi cấm địa thái cổ, hắn uống một lượng thần tuyền lớn ăn một quả thánh quả luyện hóa một bộ phận của chính loại thánh thụ lúc này mới chống đỡ nổi năm tháng xâm nhập à, ăn gần hết một quả bất tử dược tới nơi rồi Diệp phàm tự nhủ loại vật này rất khó có được dùng một quả lợi ích đi một quả chuyến đi này hắn phải trả giá quá lớn ở bên ngoài thần cư hắc hoàng đi lại rất nhiều ngày vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ không dám tiến vào bên trong nam thiên môn Cậu cậu không được chạy loạn đó Cô bé trên người đại hát cổ vũ vỗ, vỗ nhẹ lên lưng nó Trung Châu không phải truyền tới tin tức là yêu đế một dạng năm trước Theo diệt hai thánh linh trong thần khư sao Hơn phần nữa là chúng ta có thể thuận lợi nhìn thấy bất tử bàn đầu thủ rồi Cậu cậu lại tham ăn rồi, quên mất lần trước suốt nữa chết ở bên ngoài tiên lăng mộ rồi hay sao vậy? Cô bé đáng yêu câu mũi, nói lần này chúng ta không tiến vào thiên đình cổ chỉ tiến vào nam thiên môn nhìn một cái cũng không có vấn đề gì đâu đại hát cổ vẫn nóng lòng muốn thử đi tìm đại ca ca không chạy loạn nữa cô bé véo nhẹ lỗ tay của đại hát cổ đã tới đây rồi mà không tiến vào nam thiên môn sao nhất định phải nhìn bí mật của thiên đình cổ một chút mới được hát hoàng lẩm bẩm sau đó lại lầm bầm đúng là chẳng được việc gì vậy. hôm nay vượt qua hư không tới xử lý cái đám dây béo kia vậy ở phía bên ngoài cổ cung của cơ gia có một nam nhân hùng vĩ xuất hiện giống như yêu thần chuyển thế hạ phàm mái tóc đen nhánh nồng đậm sắc mặt như đau tước đồng tử của tinh tú vô tận nam yêu tới rồi đại chiến đồng hoàng nổ ra vô thủy chung có thể xuất thế ngay cả người như gã cũng phải chạy tới cơ gia nam vực chiến y lấp lánh sáng bóng màu kim loại trông gã giống như thần yêu vậy ở bên cạnh của gã còn có một tuyệt đại gia nhân dung nhan có thể khiến cho thiên hạ đại loạn xinh đẹp vô song đúng là mũi muội của gã tề họa thủy sau đó không lâu phía chân trời rung động ù ù một cái chiếc chiến xa màu tím vọt tới chính con cự thú thái cổ kéo xe khí tức khủng bố tỏa ra khiến người ta sợ hãi hơn 10 sinh linh thái cổ mở đường phía trước cả một đám mặt mày hung tàn thân thể đều phủ vẫy còn có những con có cánh thừng không có chân mà lại có đuôi rắn tạo thành một đám ma vân ngập trời đàn sinh vật cổ này giống như ma thần này đến từ thần linh gốc là một trong những vùng đất khởi nguyên của vương tộc mạnh nhất thái cổ tất cả đều đằng đằng sát khí cũng tiến vào cơ gia người trên xe là tử thiên đô ngoài ra ngồi cùng với gã còn có một nữ tử tóc tím nhìn giống như tinh linh không chút tỉ vết ngay cả con người cũng màu tím da thịt trắng bóng như ngọc ở hai ngày cuối cùng người tới cơ gia đông như trảy hội phàm là những người có đại thân phận ở nam vực đều tới nơi này tất cả đều có dự cảm là một trận sóng to gió lớn sắp tới rồi muốn được tận mắt trông thấy vào một ngày cuối cùng, mỗi thế lực lớn của Đông Hoang đều có người tới, có thể nói là cả thiên hạ đều chăm chú nhìn lại. Đều muốn thấy Diệp Phạm có thủ đoạn gì, có thể xoay chuyển tử cục hay không? Diệp tử người rốt cuộc ở nơi nào rồi? Ngàn giảng lần đừng có tới chịu chết đó. Bàn bác vô cùng lo lắng, gã dùng thân phận truyền nhân của yêu đế tới đây. Cơ gia tuy rằng khách khí, nhưng mà gã cũng không thay đổi được cục diện, "Tôi gia gia, ta là tử nguyệt của các ngươi mà, ta phải rời khỏi nơi này, không thể để cho các ngươi lợi dụng được. Cơ tử nguyệt tuổi thân, đôi mắt linh động ngưng ngấn lệ. Mọi người ở rất nhiều địa phương có biểu hiện không giống nhau, tất cả đều chú ý, bình tĩnh chờ dịp hàm xuất hiện. Dựa theo phỏng đoán thì hắn không có khả năng độ vô đuôi chuột, trúng không trở lại bắt vực, xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một ngày cuối cùng đã đến, trong đại sảnh của cơ gia có rất nhiều khách quý, thực giống như là lễ đính hôn, rất nhiều thế lực lớn tới thăm đưa tới một số lễ vật quý giá không phải nói thánh thể sẽ tới sao còn chưa xuất hiện nữa hả có người ở một góc sáng sủa bàn tán khẽ giống như rất nhiều người khác đều trông chờ sóng gió sẽ tới vậy phía bên kia vương thành khôn mang theo nụ cười nhạt vẫn nói chuyện như cũ há miệng ngậm miệng là đằng nhi thế này thế nọ đằng nhi thế này thế kia thánh thể không gì so sánh nổi xa xa bàn bác cười lạnh liên tục nói cha ta tên là lý cương con ta tên là Vương Đằng liên tục. Vương Đằng có một vị thuốc thuốc, nhìn gã với thần sắc không tốt, ánh mắt hiện lên sát khí. Tuy nhiên trong cơ gia lại có mặt của những thế lực lớn như vậy thì lão cũng không tiện ra tay. Thánh thể có tới hay không, vì sao còn chưa xuất hiện, rất nhiều người hoài nghi. Theo lý mà nói thì hắn phải xuất hiện rồi mới phải. <laughs> hắn không đáng để nhắc tới đâu, rõ ràng là sợ chết khiếp không dám tới rồi. Có người của Vương Gia cười nhạo, một số thanh niên của Vương Gia cũng phụ họa theo. Điều lộ ra vẻ mỉa mai cũng có người nói móc máy chế nhạo không thèm che giấu ha, thánh thể đó là cái gì chứ có đường huynh của ta ở đây thì hắn cũng chẳng thể tạo nên sóng gió gì được đâu thành thật của mình mới là hành vi đúng đắn đó bằng dầu hắn mà cũng muốn tranh hùng với tổng đệ của ta sao đột nhiên chân trời phía xa xôi cuồn cuộn chấn động một loại khí tức khiến người ta kinh sợ phát ra cuồn cuộn từ xa truyền tới khiến cả cung điện cổ của cơ gia cũng bị lay động một hồi Nguyên lão của cơ gia giật mình, có người mang bí bảo vô thượng tới, va chạm với trận văn bí ẩn, bị cổ trận thần bí không trọn vẹn mà hư không đại đế lưu lại cảm ứng được. Người tới là ai vậy? Xa xa có cường giả của cơ gia cất tiếng hỏi. Diệp Phạm! Hai chữ này vừa vang lên, liền khiến tất cả mọi người trong cung điện to lớn của cơ gia chấn động. Diệp hàm thực sự đã tới rồi. Ngươi vì sao lại tới đây vậy? Một lão tu sĩ tiến lên hỏi Tới thầm cơ gia Chém dương rằng Lời nói như sấm sét kích động trời cao Khiến mọi người đều nghe rõ Trầm mặt trong khoảnh khắc Sau đó mọi người đều ồ lên Diệp Phạm thực sự cường thế như vậy Tất cả mọi người đều đứng lên Nếu không phải lỡ cơ gia Thì rất nhiều người đã trực tiếp bay ra ngoài rồi Cơ gia có một hòn đảo Và mấy trăm tiên sơn tráng lệ Treo lơ lửng trong không trung Cũng không nói tới các cung điện Giống như một vùng thiên đình cổ kính vậy có đại nhân vật của cơ gia đứng lên quyết định tự mình đi xem xét. Những người khác tất nhiên cũng nhân cơ hội này mà đứng dậy, đều muốn xem dịp hàm dựa vào đâu mà dám tới. Mọi người, người trước người sau đi ra đều trợn mắt há mồm. Dịp hàm đeo trên lưng một cái quan tài bằng đồng, đứng trước thần thổ, nhìn về phía thánh địa đã mấy vạn năm chưa bị công phá này, phi thường bình thản. Có đùa hay không vậy? Đeo một cái chiếc quan tài động tới quyết chiến hả? Một số người không kìm được mà lẩm bẩm, người của vương gia cười to không thôi một chút nghi ngờ cuối cùng đã biến mất rồi đều lộ ra vẻ trào phúng một cái quan tài rách bằng đồng này thì làm được cái gì chứ mọi người đều hết chỗ nói Khiến một cái quan tài tới đây đại chiến đúng là khác thường quá mức chưa bao giờ nhìn thấy lúc này chỉ có mỗi bạn bác là kích động gã thực sự là không dám tin là người vọt tới đầu tiên không ngừng thì thào nhân tài nhân tài nha việc tưởng người đúng là nhân tài đó trong lòng bạn bác vô cùng kích động Tuy nhiên thần sắc của gã lại phi thường bình tĩnh, không muốn người khác nhận ra mà phòng bị. Tiến tới gần liền hút dịp hàm một cái, truyền âm, nói Không ngờ ngươi có thể nghĩ ra cái cách này, để ta xem thử xem. Bàn bác và dịp hàm giống nhau đều là vì cửu long kéo quan mà tới, đi qua tinh không cổ lộ tới thế giới này, đối với chiếc quan tài này có cảm xúc đặc biệt. Các người nhìn xem tên béo kia đang làm gì vậy? Xa xa có người trốn mắt mà nhìn, trong mắt suýt nữa là rớt ra, Thằng mất dạy nào nói ta béo vậy Đây là hùng tráng không phải là béo Các người trợn to mắt ra mà nhìn cho kỹ nè Bàn bác tức giận cánh tay của gã còn to hơn cả chân người khác Đúng thực là cường tráng vô cùng Vừa rồi hắn cắn cái quan tài Người khác không để ý kể lại chuyện vừa nhìn thấy Đúng là cứng thiệt đó Bàn bác lẩm bẩm một câu Dịp hàm cũng không biết nói cái gì Bàn bác đúng là giật gân mà Lại tới cắn một miếng trên cái vách đồng quan Thử đủ cứng của hàm răng sao Khiến dịp hàm phải ngây ngốc À, gần đây vẫn ăn cái dáng quan tài Nên hành động theo thói quen Đôi khi không có nhận ra luôn Bạn bác cũng cảm thấy hơi xấu hổ Sau này ta tìm lung tủy cho ngươi Diệp Phạm nói Không sao đâu Bất tử cổ trả thủ chính là thần thụ ngộ đạo đệ nhất mà Tuy rằng bị luyện thành cái dáng quan tài Nhưng vẫn có tác dụng kỳ diệu Ta cũng bị thiên lôi đánh Chuẩn bị tiến vào thiên thái bí cảnh rồi Bạn bác nói rất kiên cường cái tên điên kia ngay cả quan tài cũng muốn ăn nữa Vậy sao tránh xa xa hắn chút nghe chưa Có đại nhân vật cảnh báo đệ tử của mình Cảm thấy đó là một nhân vật tính tình không giống người thường lắm Rất nhiều người ở xa xa không biết nói cái gì Nhìn chầm chầm vào bàn bác Cảm thấy đúng là một vị đại hán hùng vĩ như vậy Không ngờ lại khiến người ta phát khiếp Có người của vương gia cười lớn Trong đó có một người trung niên chắp tay sau lưng đi về phía trước rồi nói <laughs> Nếu quan tài tới là có chuẩn bị rồi sao Biết là phải chết còn muốn đánh một trận đó hả Đây là chuẩn bị cho các ngươi đó Lý Hắc Thủy hét lên từ giữa đám đông Cực kỳ bất mãn với thế gia cổ xưa của Bắc Nguyên này Bàn bác lắc đầu nói Bọn chúng không xứng với cái quan tài động này đâu Làm gì có chuyện đưa cho chúng dùng chứ Ở bên trong cái đồng quan này có chung thức một tồn tại không thể phỏng đoán nổi Không chỉ nói là bọn họ mà ngay cả một vị thánh nhân viễn cổ cũng không có tư cách tiến vào <laughs> Bác thổ cơ gia cười lớn cũng không nói gì nhưng lại tỏ rõ ý đồ là chăm chọc Diệp Hàm không biết tự lượng sức. Diệp Hàm đeo cái đồng quan trên lưng tiến lên, mỗi bước hạ xuống đều lưu lại một cái dấu chân trên hư không, khiến rất nhiều người đều biến sắc. Thân thể mạnh mẽ như vậy tuyệt đối đã vượt qua thánh chủ rồi. Bọn họ nghĩ đây là Diệp Hàm muốn thị uy, không biết là thực lực đồng quan rất nặng còn đáng sợ hơn cả một ngọn núi đủ để đè bẹp giáo chủ xuống đất. Diệp Hàm thân là thánh thể vẫn cảm thấy phải cố hết sức, tuy nhiên sau khi rời khỏi cấm địa thái cổ thì pháp lực của hắn khôi phục, có thể chống đỡ với thân thể, không phải cố bước từng bước một như trước nữa. Nếu tới thăm cơ gia ta thì giàu đi. Một vị nguyên lão của cơ gia mở miệng, đây là một người quen cũ của huyền cổ vương đằng, mà không thay đổi chút nào. Hồ khá từ xa tới, xin mời giàu đi. Cơ gia bác tổ cũng nói, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, cơ gia có hư không cũ kính chấn nhiếp muôn đời dù là người có thần lực cực mạnh tu vi nghịch thể một khi tiến vào cũng sẽ bị trấn áp có thể ví như đầm rồng hang hổ cơ gia bác tổ mời như vậy cũng không phải là tốt đẹp gì mang theo một tia lạnh lùng giống như muốn gậy ông đập lưng ông vậy tiểu vật tổ không nên đưa vào đâu lý hắc thủy từ xa xa trường âm nhắc nhở gã biết sự đáng sợ của hư không kính đến lúc đó dù có bí quyết chữ hành thì muốn chạy trốn cũng không thể Diệp Phạm không nói gì mang đụng quan sau lưng thực sự định đi vào. Mọi người vô cùng kinh hãi, vốn tưởng hắn phải kết thúc ở bên ngoài cơ gia, không ngờ lại thực sự dám đi vào. Thế gia thái cổ tương đương với một cấm địa, nếu xảy ra xung đột thì có vào mà không có ra. Ánh mắt của cơ gia bác tổ sững lại, lão vốn còn định chế nhạo là Diệp Phạm nhát gan. Lúc này căn bản không thể nói ra được nữa, đối phương không hề sợ hãi, khiến cho lão không nói được cái gì. Mời vào bên trong, một lão tu sĩ của cơ gia dẫn đường sau đó mọi người đều đi sâu vào thế gia thái cổ quãng đường này áp lực rất lớn có rất nhiều cao thủ đại biểu cho các thế lực lớn vi phạm ngươi có ý gì đây đeo cổ quan tài trên lưng như vậy đi vào thánh địa đó là bất kính với cơ gia đó nghe một người của vương gia mở miệng còn chưa đi vào đã làm khó giữa đường rồi vi phạm căn bản không thèm để ý tới gã cùng đám người bạn bác lý hắc thủy đi về phía trước coi gã như không khí vậy thánh thể kìa ta nói người đó người có nghe hay không vậy nam nhân này cũng không lớn tuổi lắm là đường đệ của vương đằng tính tình nóng nảy ngươi là cái thá gì còn không cút ra xa cho ta dịp hàm liếc gã một cái giống như nhìn một con ruồi con bọ hơi hơi nhíu mày ngươi nam nhân này giận dữ diệp hàm phá hoại thạch vườn của bọn họ ở bắc vực khiến cả tộc đều phẫn hận lúc này tất nhiên phải tức giận rồi nơi đây là chỗ của ngươi sao tiền bối cơ gia còn chưa có nói cái gì ngươi cho ngươi là ai vậy cút cũng... diệp hàm quát khẽ một tiếng Người này liền lão đảo một cái, cảm thấy đầu đều ông ông ngã lăn ra đất. Khi thế của Diệp Hàm rất bất người, quát khẽ một tiếng liền chấn động một thế hệ thanh niên vương gia, khiến cho nhiều người kinh sợ. Diệp tiểu hữu nè, lão hữu cũng muốn hỏi tại sao ngươi lại đeo có quan tài tiến đồ cơ gia ta vậy ha? Cơ gia bác tổ nói, thân sắc không thúc, có ý đồ mượn cớ gây sự. Người với ta đều là tu sĩ, còn hỏi những chuyện này hay sao vậy? Đây là binh khí của ta, cũng giống như thánh kiếm của bọn họ mà thôi, Diệp Hàm bình thản đáp. Còn chưa tiến vào đại sảnh của cơ gia mà không khí đã hơi khẩn trương, khiến những tu sĩ nơi đây muốn xem chuyện vui lại càng chờ mong trận chiến ngày hôm nay. Cơ gia bác tổ cũng không nói thêm cái gì nữa, dẫn mọi người bước trên mây mà đi, tiến vào một cái vùng trời quang mây cạnh đi vào bên trong một thiên cung to lớn. Rất nhiều cường giả vừa rồi còn không có đi ra ngoài, ví dụ như chủ của cơ gia, xích long đạo nhân, huyền tổ vương gia, một nhân vật hữu bối tới, đám nhân vật già cả ít khi ra đón, trừ phi là có mục đích khác. Ngoài ra Tử Thiên Đô, Nam Yêu, Tề Hỏa Thủy và một số nhân kiệt thiếu niên khác cũng đều vững như Thái Sơn, vẫn ngồi ngay ngắn trong đại sảnh như cũ. Lúc này Diệp Hàm vác quan tài tiến vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có người tràn ngập địch ý, có người lộ ra vẻ sầu lo, có người thờ ơ, một tiếng kim loại giòn tan vang lên diệp phàm đặt cổ quan tài trên mặt đất khiến cả đại sảnh lay động suýt nữa bị cuốn lên nếu không có trận văn thì nơi này chắc chắn phải sụp đổ rồi tất cả mọi người đều chấn động đồng quan này rút cuộc nặng tới đâu chứ mà khiến cho người đặc biệt khiếp sợ nhất chính là nam yêu đồng tử của gã bắn ra hai luồng kỳ quan dán mắt lên cái cổ quan tài diệp phàm lần đầu tới cơ gia cũng không có thức lễ thi lễ với một số nguyên lão sau đó bái kiến mấy vị cố nhân như xích lông đạo nhân Ngươi là thánh thể Diệp phàm sao? Một tu sĩ lớn tuổi đứng dậy nhìn hắn. Ban bác nhắc nhở Diệp phàm đây là một vị thúc thúc của vương đằng, thực lực cường đại, nắm quyền lớn trong vương gia, lúc này đang đứng trên bậc thang âm trầm nhìn xuống. Ngươi có việc gì không? Diệp phàm lạnh nhạt hỏi. Người giết tộc đệ của ta là Dương Thành Phong, chém cháu ta là Dương Trùng, lấy sang bằng thạch phượng của tộc ta Tại bắt được. Người nói ta tìm ngươi làm cái gì hả? Lão này tên là Vương Thành Vân, ánh mắt hung ác, lớn tiếng chất vấn. À ha, là ta ăn nôi trẩn mỡ không có chuyện gì làm nên làm vậy đó, được không? Diệp Phạm đơn giản đáp lại, sau đó tìm một cái bàn mà ngồi xuống. Vương Thành Vân tức sùi bọt mép, sầm mặt xuống lập tức lao tới. Tỏa ra pháp lực mãnh liệt ngập đời, giống như sát thần bước tới gần. Đại cường đảo thứ năm ngô đạo đứng dậy. Gã được Lý Hắc Thủy ngô trung thiên mời tới, bước lại Vương Thành Vân, sợ Diệp Phạm có chuyện. Người muốn động thủ sao? diệp hàm chào ngô đạo sau đó liếc xéo vương thành vân sau đó nói đây là cơ gia không chấp nhận cho ngươi làm càng như vậy đâu hắn quát lớn một nhân vật cao tuổi căn bản là không để ý mà càng không sợ hãi loại giọng điệu này khiến rất nhiều người kinh dị thần sắc của vương thành vân lạnh lẽo để đúng là chuyện chưa từng có một tiểu bối lại dám răng dậy lão như vậy đúng là ngược đời giống như mặt trời mọc ở phía tây vậy viên tộc nhân của ta còn dám tới nơi này ngươi đúng là thử tìm đường chết mà Hai mắt Vương Thành Vân bắn ra hai luồng ánh sáng dọa người. Xung đột với các ngươi nên ta không có gì để nói cả. Ta chỉ có thể nói là người của Dương gia các ngươi giàu gió thì gặp bão, đều đáng chết cả thôi. Diệp Hàm chẳng khách khí gì. Đám người cơ gia ra mặt cản lại, sợ song phương sẽ động thủ ở nơi này. Dù sao cũng đều là khách cả, nếu vùng tay động chân cũng không tốt cho lắm. Thân là chủ nhân cũng không thể không chú ý tới mặt mũi được. Giết đệ đệ của ta hôm nay còn dám tới đây Rõ là muốn khiêu khích mà Ta thỉnh cầu thánh chủ cơ gia cho chúng ta một sân đấu để giải quyết chuyện này Phụ thân của Vương Đặng cũng đứng lên đi nhanh về hướng bên này Gọi vương Đặng ra đây Diệp Phạm nói hôm nay hắn tới vì bắt đế Chỉ cần giết gã là giải quyết được tất cả Cơ gia bác tổ không hề thay đổi sắc mặt Nói Người muốn làm cái gì chẳng lẽ tới cơ gia ta để giết người hay sao vậy lão xem nhẹ chuyện người của vương gia khiêu khích lại chụp mũ cho diệp phàm đau tố đều đã qua đời nhưng mà thần thấu nơi đại đế năm xưa tu luyện cũng không thể bị khinh thường người nào dám mạo phạm thì hư không cổ kính sẽ không cho hắn sinh tồn nữa đâu loại uy hiếp này thì ai mà không sợ chứ biết rõ là trong vùng cổ địa này thánh quan của hư không kính sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào không ai có thể chống cự nổi ta tới gặp tử nguyệt vừa rồi là dương gia khiêu khích ta trước ta chỉ đáp lại bọn họ mà thôi Diệp Phạm ung dung nói, đặt tay trên đồng quan. Tử Nguyệt sắp đến hôn rồi, ngươi muốn gặp nàng là rất vô lễ đó. Vương Thành Khôn mở miệng, thân sắc lạnh lùng, đó là con dâu tương lai của vương gia, nên gã rất bất mãn. Xin thánh chủ cơ gia cho ta gặp mặt Tử Nguyệt một lần. Diệp Phạm vẫn nói, cơ gia bắt tổ cười lạnh, định nói cái gì đó nhưng lại bị cản lại. Thánh chủ cơ gia đi tới rồi nói. Để Tử Nguyệt thôi đây, một gã con cháu trẻ tuổi kinh ngạc nhìn thoáng qua dịp hàm rồi sau đó bay đi rất nhanh tiến về phía một cái vùng lầu quỳnh điện ngọc thân sắc mọi người ở đây thay đổi không ngờ thánh chủ cơ gia lại đồng ý cảm thấy hơi bất ngờ sau đó đều suy ngẫm một chút gỗ đằng như xuất quang nhanh lên vương thành khung truyền âm cho một gã đệ tử không bao lâu sau một cô gái áo tím giống như tiên tử bay tới mái tóc đen bồng bềnh như mây trên trời gương mặt xinh đẹp như ngọc đôi mắt to long lanh ẩn chứa sau trời tuy nhiên hôm nay cơ tử nguyệt không mở miệng cười má lúm đồng tiền cũng không hiện ra thiếu đi vẻ tươi tắn ngày xưa hàm răng trắng bóng cũng không lộ ra nữa tử nguyệt diệp hàm đeo cái đồng quan rất lớn trên lưng đi tới đón nàng tiểu diệp tử miệng nhỏ của cơ tử nguyệt há thành hình chữ o nhìn chăm chăm vào cái cổ quan tài kia giật mình không nói ra lời ta nghe nói có người bắt buộc ngươi đến hôn ta tới gì muốn giúp ngươi đó Cơ tử Nguyệt nghe thấy những lời này, đôi mắt to liền biến thành hình trăng lưỡi liềm, má lúm đồng tiền hiện ra, lộ nụ cười động lòng người, hàm răng trắng như ngọc lấp lánh. Diệp Phạm tiếp tục nói, Chỉ cần ngươi lắc đầu đồ không đồng ý thì hôm nay không ai có thể mang ngươi đi, ai cũng không cản nổi đâu. Những lời này vừa thốt lên liền khiến tất cả mọi người đều chấn động, bọn họ rất giật mình, không ngờ hắn lại dám nói như vậy. Một chiếc kiến xa màu vàng rung động từ phía xa xa lao tới tỏa ra hạo quang vạn trượng một thân ảnh hùng vĩ đứng ở trên đó giống như thiên đế giáng trận tóc đen tung bay lông phượng kêu vang trên đầu tỏa ra thánh quang tràn ngập bắc đế xuất hiện điều khiển chiến xa đi tới đây mạnh mẽ vô cùng thần quang tỏa ra cuồn cuộn mãnh liệt thánh thể người tới tìm chết hay sao giọng nói của vương đằng lạnh lùng truyền tới chấn động mấy trăm dặm vì phàm không nhìn gã mà nhìn gương mặt xinh đẹp của cơ tử nguyệt tử nguyệt ngươi có đồng ý không ta đương nhiên là không đồng ý rồi. Cơ tử Nguyệt lớn tiếng nói, nở nụ cười đối với Diệp Hàm trong vô cùng động lòng người, khiến cho ngay cả vườn mặt trời trên cao cũng như ảm đạm đi. Tốt lắm, vậy ta giết hắn vậy. Diệp Hàm xoay người đối mặt với vương đằng. Trước thiên cung có mây tía bốc lên, ánh sáng an lành, mây ngũ sắc tràn ngập. Lời nói của Diệp Hàm sang sản, đình tại nhức ốc, tiến thẳng vào trái tim của người khác câu nói của diệp hàm giống như thanh thiên kiếm đâm vào trái tim của người ta khiến mọi người đều giật mình toàn thân run rẩy sự tự tin khí thế chưa từng có từ trước tới nay khiến người ta cảm nhận được một sự kiên định không có gì không phá nổi đây là một sức mạnh kỳ dị to lớn mà. vương thành khung suy nghĩ rất nhiều gã cảm thấy có chút dị thường diệp hàm mạnh mẽ và tự tin quá mức gã lập tức mở miệng nói trước vương đằng muốn dùng lời lẽ áp bức lại Gã là một nhân vật tuyệt đỉnh, tu vi kinh thế. Trong những nhân vật cấp giáo chủ cũng có danh tiếng, ít người địch nổi, trải qua không biết bao nhiêu trận đại chiến rồi. Phụ thân, để ta tới đi. Hôm nay nhất định thánh huyết sẽ cạn sạch, thì nằm dưới chân ta. Trong thời đại chư dương xuất hiện này, hắn sẽ là kẻ đầu tiên bị xóa tên trên con đường ta thành đại đế. Thần sắc vương đằng lạnh lùng, khống chế chiến xa màu vàng cổ tiến tới. Ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó. Diệp Phạm nói, Tiểu Diệp Tử Cơ tử Nguyệt nắm tay áo hắn Đôi mắt to linh động tràn ngập vẻ lo âu Diệp Phạm có thể tới đây khiến nàng rất vui vẻ Nhưng nàng cũng không an tâm nổi Bác đế quá cường đại Thế hệ trẻ khó có người là địch thủ Chiến xa màu vàng cổ có khắc nhật nguyệt tinh tú Điểu thú ngư trùng Bao gồm vạn linh như có thể trấn áp các giới Rông rủi phóng tới Ánh sáng bao phủ thiên địa Bác đế ngồi tại trung tâm Chân lông và thần hoàng bay múa quanh người Mọi người đều kinh dị, vương đằng này thực sự có tư thái của bậc đế vương, loại khí tức duy ngã độc tôn này thực hiếp người, ngay cả nhiều nhân vật cao tuổi cũng không thể nhìn thẳng vào gã. Hà, tưởng là thần khí gì ghê lắm chứ? Đúng lúc này thì một tiếng nói rất là không hài hòa vang lên, bàn bác mở miệng. Năm đó ta cũng có một chiếc nữa, tuy rằng chỉ có hai cái bánh xe thôi, nhưng cũng là hàng hiệu chim bồ câu đó nha. Những người ở nơi này tất nhiên không biết là gã đang nói tới chiếc xe thể thao rất rách nát. Nhưng cũng biết là lời của gã nói cũng không có hay ho gì Bàn bác vừa giải thích hàng hiệu chim bộ câu Đám người Lý Hắc Thủy liền cười vang Đám người vương gia thì giận dữ Vương Thành Khung cũng lộ ra vẻ khinh miệt Nói Con trai ta thư chất bút trời Mấy con ếch ngồi đây giếng các ngươi đừng có hên hoang như vậy Chớ của chồng ta Con ta là Dương Đằng đó nha Dám đối đầu với ta Con ta cũng sẽ xử lý ngươi Tên của nó là Lý Dương Đằng Có thư chất của đại đế đó Bàn bác Lý Hắc Thủy Khương Hoại Nhân đều chăm trọng Không nói tới chuyện khác từ hôm nay trở đi nhất định câu con cá là Vương Đằng, cũng bởi vậy mà vang danh thiên hạ. Bắc đế Vương Đằng khống chế chiến xa đi tới, kim quang che lấp mặt trời. Chính con chân lông, chính con thần hoàng, chính con bạch hổ, chính con huyền vũ chia ra bốn phương, nơi nơi đều là mây tía. Và dạ ở trung ương trông giống như đại đế vậy. Giờ phút này ánh mắt Vương Đằng lạnh lùng, mái tóc đen rối tung xõa xuống trước ngực và sau lưng. dáng người hùng vĩ tràn ngập một cảm giác áp bách khiếp tâm hùng người khác nhìn quét khắp mọi người. Thánh thể, người dám đánh với ta sao? Lời nói của gã không cao nhưng lại truyền khắp mọi ngõ ngách, khiến cho mọi người trong phạm vi trăm dặm đều có thể nghe thấy. Ngươi thì là cái thá gì, ta muốn giết ngươi còn phải ra sức sao? Diệp Phạm lớn tiếng đáp lại, đối chọi gây gắt, từng bước một bước về phía trước giống như chiến thần mãi mãi trường tồn, cả người tỏa ra ánh sáng nhiều màu, trông vắt không tị vết, thiên địa bốn phương cũng rung rẩy như bước chân của hắn vậy. Có rất nhiều người không thể tiến vào cơ gia bởi không có tư cách này, nhưng ở bên ngoài sương mù nghe thấy như vậy liền xung sau cả linh. Mọi người biết một trận chiến giữa Bắc Đế và Thánh Thể đã không thể tránh nổi rồi. Tin tức đầu tuyến truyền ra các nơi của Nam Vực, một trận đại chiến kinh thiên sắp sửa diễn ra, cũng không biết có bao nhiêu người đang chú ý và chờ mong nữa. Giết chết Dương đẳng giết chết Ngụy Đế này đi, tưởng mình là cổ đế chuyển thế thiệt hay sao vậy, chỉ là một tên cuộn độ mà thôi. Bạn bác kêu to, không hề sợ hãi, tạo thành thế rất lớn. Đúng vậy, chém Ngụy Đế đi, chém con dây con của Bắc Nguyên đi, đám người lý hắc thủy liễu khấu phụ họa tiếng nói vang vọng tận mây xanh khiến cho mọi người xao động chứ vậy là phải bình tĩnh khắc chế một vị nguyên lão của cơ gia đứng lên không muốn mấy người này chiến đấu ở cơ gia dù sao họ cũng đều là khách mà Cơ huynh đây không phải là chúng ta gây chuyện mà là thánh thể tạo nên không thể không ra tay giết hắn được phụ thân vương đằng là vương thành khung nói Chó định không nghe tiếng mà Các người khiêu khích trước lại còn đổ cho người khác như vậy Đây là phong cách hành xử của dương gia các người đó hả Bàn bác thu lỗ nói đúng chỗ yếu hại Người của vương gia tức giận thương là thế gia thái cổ Còn chưa có ai dám bất kính với bọn họ như vậy Nhiều lần nhằm vào bọn họ Dù là truyền nhân của yêu đế cũng không được <laughs> Còn muốn ra tay giết ta sao Bạn bác cười lạnh Ta giết người trước Một vị cao thủ của vương gia lao ra Thỉnh cầu nguyên lão của cư gia cho mượn một cái sân Để giải quyết việc này Việc đã tới nước này rồi thì để cho bọn họ giải quyết đi, bằng không cũng phải rời khổ nơi này mà kém giết thôi. Bác tổ cơ gia nói, lão ước gì vương gia đánh chết tư dịp phạm luôn. Rất nhiều khách quý cũng mở miệng yêu cầu cho phép một trận chiến này diễn ra. Bọn họ muốn xem nhất chính là trận chiến giữa thánh thể và bắc đế. Lúc này tất nhiên không hy vọng lặng lẽ rút về, đều muốn nhìn thấy cảnh long tranh hổ đấu. Thánh chủ cơ gia nhìn xích lông đạo nhân và mấy người vương gia, thấy bọn họ cũng không phản đối, gật đầu đáp ứng, cung cấp một cái sân đấu. Nơi này lập tức ồn ào lên, sau đó trong tiếng bàn tán của mọi người, sương mù mãnh liệt trước thiên cung lập tức giãn ra, tạo thành một cái khoảng sân lớn, một diễn võ trường ẩn hình xuất hiện. Thật như khăn trương! Một cường giả của vương gia đi tới nhằm về hướng bạn bác muốn động thủ với gã. Người muốn giết ai vậy? Diệp Hàm bước từng bước đi tới, cầm đồng quan mà đứng, lập tức ngăn đường của lão. Tất nhiên là muốn giết hắn rồi. Đây là một vị đại năng, tuy chỉ mới thăng cấp vào tiên thai tầng thứ hai không bao lâu, nhưng cảnh giới cũng rất cao, không giống những người khác muốn đánh chết tươi bạn bác. Diệp Hàm không nói gì, ra tay đối với kẻ này, ngăn cản đường đi của lão, vận chuyển lực lượng toàn thân, cầm đồng quan trong tay, chân đạp bí quyết chữ hành, đánh xuống. Đám người phụ thân vương đằng không có ý ngăn cản, cố ý như vậy là để cho người này thử chút hư thực của Diệp Hàm. Phục ma trận! Người nọ hét lớn một tiếng, miệng phun ra 36 ngọn đồng đăng, giống như một đám ma trơi, lóe lên ánh sáng xanh mượt, bao phủ dịp hàm. Mỗi một cái ngọn đồng đăng đều là một đạo thánh kiếm, hỏa diễm bắn ra từ kiếm khí, mang theo sương mù hỗn độn, khiến người ta cực kỳ sợ hãi, có lực công kích khủng bố siêu cấp. Tâm thần mọi người chấn động, đây là một kiện bí bảo, tuyệt đối là cường đại siêu cấp, lợi hại hơn nhiều so với binh khí của thánh chủ bình thường, bởi vì có cả khí hỗn độn, tức là báu vật nhưng lực công kích đáng sợ đánh lên trên cái đồng quan lại chỉ rung động len keng căn bản không thể có chút tác dụng nào hoa văn khắc ở trên đồng quan lóe sáng hoàn toàn xóa đi tất cả công kích cùng lúc đó diệp hàm giống như một vị thiên thần bước tới trước một bước khiến trời rung đất chuyển đồng quan rất nặng nề nhưng khi hắn vận chuyển khí huyết màu vàng toàn thân lên thì vẫn có thể vung lên đập xuống thật mạnh áp bách chư thiên Loại khí thế kinh người này khiến người ta trong khoảnh khắc cảm thấy như một vị thần vĩnh hằng giáng trần, dùng lực lượng diệt yêu tà, cả người tỏa ra kim quang vạn trượng bao phủ hết thế gian. Đồng quang phá vạn pháp, đánh nát vạn linh, vừa động là không gì cản nổi. Trên bề mặt của nó tràn ngập những hoa văn và vết trĩ xét, lấp lánh ánh sáng thượng bí, bài trừ tất cả. Ở phía trước, tất cả đồng đăng đều tan nát, dưới một cái đoạn này liền trở thành những mảnh đồng vụn, đạo văn tan biến, dâu cản đèn tắt không còn tồn tại nữa. Cao thủ của vương gia há miệng phun ra một đạo tinh khí căn nguyên, dùng pháp lực vận chuyển mười mấy loại bí thuật, giống như một vùng trời xanh mênh mông ép xuống, đối kháng với cái đồng quan. Nhưng khiến người ta kinh sợ chính là bất kể pháp bảo hay là bí thuật do căn nguyên tinh khí hóa thành, đều giống như là giấy hồ, bị nó đánh cho tan nát. Phục! Một luồng máu bắn ra, dịp hàm cầm đồng quan trong tay vung lên, đập cho một vị đại năng xẹp lép, chết tươi, hóa thành thịt nát lúc đầu toàn trường lặng ngắt như tờ sau đó sôi trào lên một vị đại năng của vương gia bị đánh chết rồi thế này chả phải là hoàn toàn làm mất hết mặt mũi của bọn họ hay sao mọi người đều biết thánh thể đã có thể đấu một trận với bắc đế chắc chắn là một trận quyết đấu kinh thế sẽ không có chuyện nghiêng về một bên kinh diễm toàn trường thần sắc vương thành khôn âm trầm truyền âm nói các người có chú ý không vậy đạo văn ở trên đồng quan khi có điều cổ quái văn cầm hư không sau khi bị tập trung là không thể tránh khỏi được Bọn họ biết đó là một sự thật đáng sợ. Một binh khí như vậy thì ít nhất cũng phải là một thần binh vương giả, bước đầu sinh ra lực lượng pháp tắc của thần linh. Dương rằng ngươi định trốn tới khi nào vậy? Diệp Hàm quát khỏi, dựng cái quan tài mà đứng, khiến toàn trường cảm thấy quái dị khiếp người. Tới hiện giờ không ai mà không kinh hãi. Giáo chủ khắp nơi đều rất kiên kỵ, thánh thể trưởng thành quá nhanh đã không thể ngăn cản được nữa rồi. Ánh mắt cơ tử nguyệt sáng bừng lên, lối ra nụ cười động lòng người, hết sạch lo lắng, vô cùng vui vẻ, trông giống hệt như một tinh linh áo tím hoạt bát vậy. Thần sắc nam yêu trịnh trọng, đôi mắt bắn rảnh sáng yêu dị, nhìn chăm chăm vào cái đồng quan. Gã cảm nhận được chiếc quan tài này và cấm địa thái cổ có nguồn gốc rất lớn. Bên cạnh gã, tề hỏa thủy xinh đẹp vô cùng, điên đảo chúng sinh, đôi mắt chớp động những cái tia sáng kỳ dị, nhìn chăm chăm vào phía trước, cảm thấy rất ngạc nhiên. Thiếu chủ tử thiên đô từ thần linh cốc ở bên kia nhìn chăm chầm vào cái động quan này giống như nhớ lại ký ức trước xa xưa dáng vẻ của gã rất đẹp đẽ cao lớn thanh tú ánh mắt tràn ngập ánh sáng thường thánh cũng có vẻ khác thường xa xa hầu tử cầm đại cung hỏa nhãn kim tinh ngồi trên một chiếc ghế cũng cảm thấy yên lòng ngoài ra dâu trì thánh nữ đứng xa xa ánh mắt chớp động ánh sáng ngũ sắc tỏa ra chú ý tới chiến trường rất nhiều người thế hệ trẻ tới đây lớp nhân vật cao tuổi cũng rất trịnh trọng xích long bức vương thiên hạt vương các đại cường đạo và không ít giáo chủ đều chấn động chiến xa màu vàng phát ra tiếng sấm bác đế lộ ra sát khí mái tóc đen tung bay gã đi tới trung ương của sân đấu đối diện với diệp hàm. tới tận lúc này trận đấu mới không thể tránh nổi nữa ta sẽ nghiền nát người dưới bánh xe tế anh linh của dân tộc ta xóa tên người khỏi thế gian này bắt đế nổi giận diệp hàm làm tổn thương vương gia khiến sát khí của gã bốc lên lạnh như trời đông giá rét diệp hàm cũng không nói gì quay đầu lại nói với cơ tử nguyệt ta giúp người chém hắn Kêu ngạo đây rõ ràng lau đầu vào chỗ chết mà Hắn không sống qua hôm nay được đâu Người của vương gia đều mắng dịp hàm trợ uy cho bác đế Sinh mạng của thánh thể người đã sắp kết thúc rồi Còn muốn luận bạn với con cháu của dân tộc ta hả Người nhiều nhất chỉ là khối đá lót đường mà thôi Dịp hàm động thủ với bác đế Hai người ra tay nhanh như chớp giật Mọi người đều không nhìn rõ Chỉ thấy tiếng động vang vọng truyền ra khắp vạn giới hư không vô tận sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ, xuất hiện không biết bao nhiêu vực sâu màu đen, hướng tới tận những nơi vĩnh hằng không biết tới. Có âm thanh như trời lông đất lở phát ra, có tinh tú lóe sáng, đó là vũ trụ vô ngần. Đây là một kích của vương đằng, gã giống như là cổ đế, đôi mắt mở ra vô tận, giống như tinh không vĩnh hằng rực rỡ một vùng. Chân lông, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ cùng xuất hiện, chiếm cứ tinh không, chân thực hiện lên khủng bố vô cùng, thần quang vô tận bao phủ toàn bộ nơi này. Rất nhiều giáo chủ đều kinh hãi, một kích đáng sợ như vậy thì dù là bọn họ cũng khó có thể chịu nổi. Sự cường đại của bác đế khiến mọi người đều sợ hãi. Diệp hàm đã bí quyết chữ hành xuyên qua hư không vĩnh hằng, hiện ra ở một cái vùng thiên địa khác, không hề bị tổn thương, cầm đồng quan trong tay mà đứng. Vương Thành Khung rất tự phụ, nói Chỉ dễ dụa phía công mà thôi, dưới chiến lược kinh thế của con trai ta thì thánh thể căn bản chẳng là cái thá gì, Nhất định máu sẽ nhóm thần thổ Thay nằm dưới chân đằng nhi Từ đó bị xóa tên Trở thành một đống xương khô trên con đường con ta thành đế Lời nói của gã còn chưa dứt Thì đại chiến càng kinh người hơn đã bắt đầu rồi Vương đằng cầm thiên đế kiếm trong tay Điều khiển chiến xa màu vàng Dùng hai kiện cổ binh trấn áp dịp phạm Cùng lúc đó hai mắt của gã bừng lên Thiên nhãn võ đạo mở ra Không gì không phá nổi Bắt đầu gạt bỏ thân thể hữu hình của dịp phạm Một đoàn này kinh thiên động địa không gian ở giữa hai người có hải dương thần lực bao phủ khiến cho toàn trường gần như sôi trào. Diệp Phạm vung động quang va chạm với chiến xa màu vàng cổ và thiên đế kiếm phát ra tiếng chấn động mãnh liệt. Rất nhiều người kêu to, hai tay đổ máu, rút lui về phía sau. Thần đảo lơ lửng giữa tầng trời này lập tức bị đánh thủng. Vương Đặng và chiến xa màu vàng bị đập cho rơi xuống, bụi mù bốc lên tận trời. Thiên nhãn võ đạo của gã cũng không có hiệu quả gì, ở mi tâm của dịp hàm có một người nhỏ màu vàng có vạn vực mẫu khí đỉnh bao phủ cầm trong tay một cái hồ lưu màu đen dùng sức phất ra ngoài một đạo thần quang chói mắt từ sâu trong hồ lưu màu đen bay ra giống như một luồng thần quang chém hết vạn vực trong thiên địa người bên ngoài thấy mi tâm của dịp hàm giống như mở ra một con mắt dựng đứng đánh nát ánh sáng từ thiên nhãn võ đạo bắn về phía trước phụt luồng thần quang này lập tức đục thủng cánh tay của vương đằng hừng hực thiêu đốt tỏa ra nhiệt độ khủng bố dọa người Chết. Vương Đặng rất quyết đoán, dự thiên đế kiếm chém trước cánh tay phải, máu tươi bắn ra tung tóe. Đặng Nhi! Vương Thành Khung kêu to, vừa rồi ông ta còn đang nói thánh thể chỉ là hòn đá lót đường không tính là cái gì, sẽ bị giết chết, không ngờ bắt đế lại bị mất một cánh tay trước như vậy. Bên kia Diệp hàm đang đứng đó, đồng quan chìm nổi, hư không đều mờ tỏ không ngừng, cả người như đang đứng ở trong vũ trụ thượng cổ vậy huyền không đảo của cơ gia bị đánh xuyên cổ chiến xa rơi xuống bụi mù bốc lên tận trời đá vỡ tung tận mây xanh cánh tay vùng thiên đế kiếm của vương đằng bị chém rớt máu tươi chảy xuống một kích kinh thế qua đi lại có kết quả như vậy bắt đế được xưng là vô địch tuổi trẻ cùng thế hệ giờ lại rơi vào kết cục này chịu rất nhiều thiệt thôi hiện trường lặng ngắt như tờ mọi người đều kinh sợ không ai có thể ngờ nổi kết quả lại như vậy ngoài vương thành khôn đau lòng ra thì không ai nói gì hết yên lặng chăm chú nhìn tất cả mọi chuyện quá đột ngột, vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Thánh thể mạnh mẽ tới mức khiến người ta đều rung động. Đây là một cái tác thẳng vào mặt của vương gia, con cháu mà họ vẫn lấy làm cao ngạo giờ đổ máu giữa trời cao, quá mức thảm thiết. Trước đây vương gia cả vú lấp miệng em ra vẻ cao cao tại thượng, cho rằng diệp hàm chỉ là một đống xương khô trên đường thành đế là đối tượng bị giết. Nhưng cảnh tượng vừa xảy ra, bắt đế mà bọn họ vẫn nói là vô địch chịu thiệt thôi, khiến cho mặt của người vương gia đỏ bừng trong lòng vô cùng sầu lo. Một trận chiến này cuối cùng ai thắng ai thua đã không thể phỏng đoán được nữa. Không ai dự đoán được công kích của Diệp hàm lại sắc bén tới như vậy. Răng rắc. Huyết nhục trên cánh tay trái của Vương Đặng chuyển động, xương cốt phát ra tiếng giòn vang, không ngừng sinh trưởng. Tinh khí bốn phương giống như nước trút xuống, khiến cánh tay cục tái sinh lại, gần như trong nháy mắt đã hoàn hảo trở lại. Đặng nghi! Vương Thành Khôn ở phía sau hô lên, nếu không phải là trước mặt công chúng đã nói mạnh miệng, thì lúc này có thể ông ta sẽ phá vỡ luật mà dẫn người vây sát dịp phàm. Bắc đế từ lúc xuất đạo tới nay chưa từng chịu thiệt thôi như vậy, thường sắc lạnh tới mức có thể kết thành băng. Lúc đại chiến với hậu tử thì thiên nhãn võ đạo của gã cũng chưa bị phá, thế mà hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy. Tiếng kiếm reo động trời cao, vương đằng cầm thiên đế kiếm trong tay, khống chế cổ chiến xa màu vàng đến tới một lần nữa. Mái tóc đen dài hoàn toàn dựng ngược, đôi mắt sắc bén như đau, hoàng kim thánh kiếm lớn như một ngọn núi chém thẳng từ vòm trời ép xuống như một ngọn núi lớn tạo thành âm thanh điếc tai sống xung kích tràn ra như hải dương khiến cho người ta kinh sợ diệp hàm cầm đồng quan bổ về phía trước giống như vùng cả một vũ trụ cổ xưa muôn đời chưa thiên đánh tới huyền không đảo của cơ gia lúc này không chịu nổi dao động nữa bắc đế thu kiếm rất nhanh nhưng lại chém xuống tiếp gã đang thử xem chiến lược của diệp hàm mạnh tới mức nào giống như một con thần hoàng bay múa dừng lại ở phía xa xa Diệp hàm ngừng tay, đồng quang đập vào hư không, lập tức nơi đó xuất hiện một cái vực sâu đáng sợ. Bên trong có ánh sáng lấp lánh, giống như là một vùng tinh vực vậy. Phục! Hai mắt vương đằng bắn ra thần quang hừng hực, tỏa ra hai luồng sáng, thiên nhãn võ đạo lại xuất hiện, một lần nữa bổ về phía của Diệp hàm Không chỉ nhìn thấu căn nguyên mà còn giống như một thanh thường kiếm sắc bén đâm tới. Diệp Phạm rất trấn định, dùng cái động quang hộ thể, thân thể nhỏ màu vàng ngồi xếp bằng trong mi tâm, ôm hồ lô nhỏ màu đen, dùng sức lay động, một đạo thần quang bay ra giống như một thanh phi đao trảm tiên vậy. Ánh mắt bác đế cô động như kiếm, đánh lên đó phát ra tiếng len ken, cuối cùng bị đánh tán loạn trong hư không. Mà cái chùm sáng từ mi tâm của Diệp Hàm vẫn chưa giảm tốc độ, xuyên thấu qua không gian đánh tới hướng của Vương Đằng, không thể đón đỡ. Lần này bác đế đã sớm có chuẩn bị, vẫn chỉ đang đánh giá chiến lược của Diệp Hàm. Giữa chừng phát sáng, bước từng bước đạo ngân, khống chế cổ chiến xa nhanh chóng rút lui, một luồng thần quang lóe lên đánh thủng một lỗ trên cung điện phía xa xa khiến cho nó trong nháy mắt trở thành tro bụi ngay cả đạo văn trên đó cũng không cản trở nổi thánh thể cường đại như vậy sao con mắt dựng đứng của hắn rút cuộc ẩn chứa lực lượng như thế nào đây là nghi vấn của mọi người căn bản không thể hiểu nổi vương đằng liên tục thử nghiệm không ngừng ra tay nhưng lại chưa chém giết chính diện mà diệp hàm đã nổi sát tâm chuẩn bị một kích tiêu diệt đối thủ đang huy động ngọn lửa bảy màu trong cái hồ lô màu đen vạn linh hóa đạo hằng hà xa số bắc đế đột nhiên hét lớn một tiếng các loại lực lượng trong thế gian đều hóa thành quy tắc của đạo tinh khí cỏ cây ánh sáng tinh tú căn nguyên vũ trụ tất cả đều rút xuống quan sát rất lâu rồi gã rốt cuộc cũng vận dụng một loại đại thuật công phạt đây là một trong những bí thuật của đế kinh có thần ngăn khiếp người không có cách nào lường nổi phàm là linh thể trong thiên địa phàm là lực lượng đều hóa thành dấu vết của đạo trở thành một hoa văn xoẹt qua không trung đây là một loại thần thuật phi thường đáng sợ, khiến người ta như lâm vào trong ác mộng, khó có thể đối kháng. Trên đời này có biết bao linh vật, đều bị triệu hoán tới đầy hóa đạo thì sẽ là vô tận, hằng hà sa số. Trong càng khung, nơi nơi dày đặc những tấm lưới, có màu bạc, màu tím, vạn linh hóa đạo, hằng hà sa số, trở thành một cái tấm lưới lớn của đại đạo chụp xuống phía dưới. Phía sau, ngay cả Nam Yêu và Tử Thiên Đô cũng biến sắc, giáo chủ các nơi đều trở nên nghiêm nghị. Loại bí thuật này cực kỳ dị thường, hóa vạn vật trong thiên địa thành quy tắc của đạo, mượn lực lượng này để sử dụng. Trong yên lặng, một tấm lưới lớn cứ như vậy trùm xuống ngăn cách ngoại giới, tự thành một tiểu thế giới vận chuyển quy tắc của vạn đạo dung hóa tất cả địch thủ. Phá cho ta! Diệp Phạm hét lớn, thân diễm trên mi tâm lóe lên, một gốc cây phù tan bay ra hiện lên trước người hắn. Phiến lá như kim tinh rung động len ken, chính con kim ô đậu trên đó giống như chính vận mặt trời bay ra chính con thần điểu tỏa ra hỏa diễm ngập trời đốt hủy vạn vật cắt đứt mỗi sợi tơ pháp tắc khiến quy tắc trên đó tan biến thái dương chân kinh có người sợ hãi kêu lên nhận ra cái loại thủ đoạn này để rất giống với thần năng của thái dương chân kinh được ghi trong truyền thuyết thảo nào thánh thể chiếm được thái dương chân kinh tu ra thái dương chân hỏa rồi một người khác cũng bừng tỉnh hiểu ra đồng thời rất nhiều người khác đều lộ ra vẻ sợ hãi đây là bộ cổ kinh đáng sợ nhất nếu một người có thể tu luyện hết thì có thể đạt tới trình độ như thời thái cổ vào thời thái cổ nhân tộc tổng cộng của hai đại cổ kinh là thái âm và thái dương bí hiểm vô cùng mang theo trí tuệ vô tận của cổ nhân nghe nói tới từ một tinh vực khác sau đó nhân tộc mạnh lên mấy vị đại đế viễn cổ đều đã từng tìm kiếm hai cái bộ cổ kinh có được vững chắc vô hạn lúc đó mới khai sáng ra tâm pháp mới vì vậy hai bộ cổ kinh thái âm và thái dương được gọi là mẫu kinh có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt Đáng tiếc là chúng đã thức tuyền đã quá lâu rồi, không thể tìm được nữa. Diệp Hàm nắm trong tay bộ đệ tử, vận chuyển huyền pháp cả thái dương chân kinh. Khống chế tia lửa chính màu tỏa trên lực lượng không thể hiểu nổi. Phù tan thần thủ đứng vững, đột nhiên mọc lên từ mặt đất, lớn lên um tùm. Dù là thân cây hay là phiến lá đều là màu vàng, có lửa lớn thiêu đốt, chính con kim ô bay quanh đó, phá hủy lực lượng hóa đạo. Tất cả mọi thứ đều biến mất, đạo ngân bị diệt trừ không còn tồn tại nữa trong thiên địa chỉ còn lại một vùng thánh diễm thiêu đốt chính con kim ô cùng nhau nhắm về hướng của bắc đế thái gương chân kinh lại cường đại tới như vậy sao mọi người vô cùng kinh ngạc mà sắc mặt của người vương gia thì lại càng khó coi hơn thánh thể đã vượt qua ngoài dự đoán của bọn họ rồi trình giật giao nhau vương đặng quát khẽ một tiếng hai tay vung lên bầu trời xuất hiện một cái vết rách chữ thập khiến hư không xuất hiện một cái khe nứt lớn kéo dài như mộng như huyễn một vùng tinh vực xuất hiện giống như hàng loạt tinh tú giao nhau, treo trong một hư không khác. Đây là lực lượng va chạm kinh người, lửa của tầng thứ 9 hỏa vực có thể thiêu hủy chư thiên, va chạm với chữ thập này tỏa ra tro tàn vô tận, rực rỡ, hưng hực, bạo ngược. Một sức mạnh to lớn như một phần của đảo tấn công, như sóng thần âm âm vỗ bờ, giống như ngân hà tấn công cổ tinh, trở thành cả một không gian tuyệt vọng. Khi tất cả biến mất, tinh vực chữ thập bị đánh tan không còn, phù tăng cổ thụ và kim Âu cũng đều biến mất hỏa diễm vụt tắt thì ra là vậy ngoài thái dương chân kinh còn có lực lượng ngoại đạo khác nữa vương đằng tự nhủ gã giống như đang thăm dò hư thực trầm giọng nói thánh thể ta muốn cho ngươi biết trên lệch là trên lệch người ta không có khả năng một bước tới trời Diệp hàm đang tính toán muốn cuốn cả người của vương gia vào Hắn muốn đánh một trận công thành Kéo theo toàn bộ bộ tộc của đại địch tiêu diệt Lúc này quan sát địa thế Bác đế rời khỏi cổ chiến xa ngồi trên hư không Hai tay vung lên quát to một tiếng Trục xuất vĩnh hằng loạn thiên bí thuật Hư không vặn vẹo Mười phương đều im bặt Trong thiên địa cũng hiện ra rất nhiều vực sâu Kéo dài tới một vi diễn bất đồng Đây là một vùng thời không hỗn loạn Loạn cổ đại đế Loạn thiên bí thuật Có người kinh ngạc kêu lên Có thể xác định được vương đằng đã có được chân truyền Nắm giữ một loại bí thuật phi thường đáng sợ Có thể trục xuất người ta tới Một cái thời không không rõ Nói chính xác thì đó chính là mạnh mẽ nhốt kẻ địch vào không gian thứ nguyên. Loạn thiên động địa, khóa chết ở đó tới vĩnh hằng, từ nay biến mất khỏi thiên địa. Diệp hàm chống lại, tế ra đồng quan, thúc dục hồ lô màu đen, dùng thánh diễm ngập trời đánh tan. Nhưng cái loại bí thuật này rất kỳ dị, một khi phát động thì vượt sâu hư không trùng điệp không đếm nổi. Thiêu hủy đi một vùng lại có một vùng khác vô cùng vô tận. Vút! Một âm thanh trầm thấp vang lên, vượt sâu hư không nuốt gọn Diệp hàm sau đó lại bị một cái vùng vượt sâu khác bao vây. Diệp Hàm bị đánh vào trong loạn lưu hư vô. Bác đế hét lớn một tiếng, mở bừng đôi mắt ra, đứng dậy đáp xuống cổ chiến xa màu vàng. Ở phía trước, hư không trùng điệp vô tận đã biến mất toàn bộ, khép lại vĩnh viễn. Diệp Hàm bị đánh nhốt vào một cái không gian thứ nguyên mà không ai biết tới, biến mất từ đó. Chư Hùng đều sợ hãi, lạnh từ đầu tới chân, loại bí thuật đáng sợ này của loạn cổ đại đế gần như đã tới mức yêu tà, bất kể gặp địch thủ cường đại thế nào cũng có thể trục xuất ra ngoài. Một khi tiến vào không gian thứ nguyên vô ngần thì gần như khó có đường lui. Cho tới khi tuổi thọ hao hết mà chết, căn bản không có khả năng tìm được đường về. Đây là một loại bí thuật vô địch được loạn cổ đại đế sáng tạo ra. Là cực đạo đế thuật lấy yếu chống mạnh. Dù ngươi có thần thông tới đâu, một khi bị bắn trúng cũng sẽ bị trục xuất vĩnh viễn. Không, tiểu diệp tử! Cơ tử Nguyệt kêu lên sợ hãi, nước mắt chảy xuống nhỏ trên áo tím, Diệp tử Bạn bác cũng đóng to Tiểu Diệp tử sao lại như vậy được Lý Hắc Thủy Ngô Trung Thiên cũng hô to Căm tức nhìn Vương Đằng ở hư không xa xa Vô cùng đau đớn <laughs> Vương Thành Khung cười to Vô cùng vui sướng Uy lực của bác đế không ai có thể kháng cự nổi Lúc này gã vô cùng thống quái Những người khác đều biến sắc Bác đế chỉ dựa vào một thức này do loạn cổ đại đế lưu lại thì cao thủ nào có thể đối phó nổi chứ. Ngay cả những nhân vật cao tuổi tiền bối cũng có thể bị trục xuất. Loại bí thuật này gần như khó có thể hóa giải là bí thuật do tâm huyết suốt đời của đại đế viễn cổ nghiên cứu mà thành. Đánh ra là vô địch, lấy yếu chống mạnh. Bác đế dành bất hư truyện, dùng dao mổ trâu đi cắt tiết gà con có uy thế kinh thiên như vậy. Thiên hạ ngày nay ai dám kháng cự chứ, Quả như là tư chất cúng trời Tuổi trẻ như vậy đã xưng hùng thiên hạ Khiến lớp người cao tuổi phải cảm thấy bất đắc dĩ Không hổ được xưng là cổ đế chuyện thế mà Thiên tài một thế hệ Quả nhiên là bước qua hài cốt của thánh thể Con đường đi nhớ máu Tương lai tất chứng đạo Rất nhiều người tiến lên Không ngừng khen ngợi vương gia Liên tục tán thưởng Trên thực tế những người khác cũng đều ngầm thừa nhận Bắt đế như vậy thật khó mà ngăn cản nổi Ngay cả vị đại cường đạo xa xa Cũng phải nhíu mày kiên kỵ không thôi Bên trong không gian vô ngừng bóng tối vĩnh hằng và giá lạnh như băng, dường như vĩnh viễn không có điểm cuối. Diệp Hàm đang không ngừng phiêu du, cảm thụ thời gian như không trôi qua. Giống như đã trải qua trăm ngàn vạn năm, hoặc cũng chỉ trong nháy mắt, hắn vẫn đang suy nghĩ khổ sở. Yên tĩnh, giá lạnh như băng, bóng tối, không chút hy vọng, hắn ngồi một mình ở trên đồng quan cổ, vĩnh viễn tiến về một phía. Hắn giống như lạc vào một cái vùng vũ trụ cổ xưa, mãi vẫn không tìm thấy đường về. Khổ tọa trên đồng quan, hắn suy xét cẩn thận hỏi trái tim mình để định vị đường về. Đường ta đi, đạo ta trải qua, pháp tắc ta cảm thụ. Trong lòng hắn tự nhủ, không ngừng tính toán, dần dần yên tĩnh lại. Cuối cùng hắn lại tự hỏi trái tim, quỷ tích của đạo lượng lờ quanh thân thể, căn nguyên tại tâm tỏa sáng rực rỡ, đồng thời reo vang tạo thành tiếng đạo âm trong bóng đêm vĩnh hằng. Cả người hắn trong suốt, trong lòng dâng lên một ngọn đèn, ẩn chứa hư vô chỉ dẫn phương hướng. Di Phạm phá vỡ không gian thứ nguyên bắt đầu đi tới điểm cuối của con đường. Hư vô vĩnh viễn không có điểm cuối nhưng lại bị hắn phá vỡ ra. Lại gặp hư vô, chưa tìm được đường về. Tuy nhiên hắn cũng không bỏ cuộc, ngồi xếp bằng trên đồng quang, tụng bộ cổ kinh thứ nhất. Ngắn ngủi chỉ mấy trăm chữ, lại tham ảo giống như là một bộ thiên thư không thể lường nổi. Đây đúng là kinh văn vốn có trên bộ đồng quang kia. Những năm gần đây hắn vẫn luôn nghiên cứu, mãi vẫn không hiểu ra giống như không phải pháp môn tu luyện, căn bản không thể lý giải, nhưng lại có thể tĩnh tâm ngưng thần. Từng chữ bay ra ghi dấu ở trong lòng giống như những dòng chảy nhỏ, phi thường dịu dàng, tiếp tế cho tinh nguyên của thân thể này. Minh tâm, minh đạo, minh ngã. Ngọn đèn trong lòng hắn càng sáng, rơi vào diệu cảnh đạo và ta hợp nhất, chỉ dẫn cho hắn đi tới. Đây là bản ngã hợp đạo, ngày thường không thể thực hiện được. Nhưng lúc này hắn lại làm được không thể không nói diệp hàm rất có thiên phú tu luyện chỉ có vài năm ma luyện mà đã có thực lực như hiện tại điều đó đã thuyết minh tất cả ngọn đèn trong lòng càng sáng tỏ bản ngã là đạo chỉ dẫn đường về phá vỡ sương mù đi qua hư vô bước trở lại <laughs> đã nói từ sớm mà thanh thể chẳng là cái thá gì cả sao có thể so được với vương đằng của tộc ta chứ người của vương gia cười lớn vương thành khung vô cùng đắc ý sống chết như vậy Ông ta tất nhiên phải kiêu ngạo, đứng trước chiến xa màu vàng cổ nhìn về những cố nhân của Diệp Phàm tràn ngập vẻ kinh miệt. Thánh thể không xong rồi, còn kém đặng nhiên của ta xa. Ông ta vừa dứt lời thì hư không vỡ nát, một khối đồng quang lao ra, đánh lên lưng của ông ta, đập nát bét nửa người ngay tại chỗ. Tiêu Diệp Tử! Cơ tử Nguyệt rơi lệ, kêu lên ngạc nhiên, mở to đôi mắt đẹp. Những người khác cũng cả kinh tiếng lại, Giờ khắc này hắc hồ lô trong bi tâm của Diệp Phàm tràn ra, thân hóa ngập trời bao phủ toàn bộ cổ chiến xa màu vàng. Thần thúc thúc của Vương Đằng là Vương Thành Vân đứng mũi chịu sào trở thành người lửa ngay tại chỗ. Bác đế cũng kêu thảm thiết, nửa người bị lửa thiêu đốt, giống to thê lưng. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người phải chấn động,